thách ăn theo biểu tượng phần 8. Xin chào mọi người, lại là Putan gì đây? Đầu tiên là một em cupcake. Vì là không đi xa được nên là mình xuống ngay tiệm bánh dưới chân nhà, múc ngay em cupcake trên lèo. Em này thì phía dưới cùng là lớp bánh bông lan mềm. Tiếp theo là đến lớp kem béo có vị hơi mặn mặn ngọt ngọt. Còn phần sốt chanh leo ở trên thì mình thấy vị thiên ngọt nhiều hơn chứ không có thấy chua lắm. Xong rồi tiếp theo là đến icon cơm nắm Hàn Quốc, hay là như mọi người vẫn gọi là kimbap tam giác đó mà. À mà có nhiều loại nhân lắm, nhưng mà nay mình sẽ lấy em nhân tôm manjo. Ít xảy nhưng mà ngoài một miếng vẫn chưa thấy nhân đâu. Đây đấy, phải sang miếng thứ hai em nó mới chịu lộ diện. Được cái là phần cơm nóng mềm dẻo, nhai cùng rong biển thì thơm thơm. Cơm mà phần nhân thì hơi ít xíu đó nha. Tiếp theo là đến icon bánh mì kẹp xúc xích. À thì em này thì trông không có giống hình minh họa xíu, vì chỉ có kèm nửa cái xúc xích thôi chứ không có nguyên cả cái xúc xích như trong icon. Thôi thì để hết dịch mình bù cho mọi người sau nha. À mà em này ngoài xúc xích thì còn được phủ thêm một lớp vừng và trà bông nữa. Cà nòi nhoa một miếng. Phần bánh thì ngọt, còn phần trà bông thì lại mặn mặn vui mồm phết. Ít xảy sang đến icon cuối cùng, mình đoán ngay là một bình sữa. À thì thay bình bằng cốc, còn nội dung thì vẫn cứ là sữa không đường. Ký là một hũ rồi. Xin mời thử thách tiếp theo.